Em chào tất cả các bác yêu hoa dâm bụt nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác cách ghép cái dâm bụt 3 màu, 5 màu tùy theo sở thích của các bác. Dâm bụt thì nó có hai dòng, một dòng gọi là dòng kép, bông bụt kép đấy. Nó thành từng cụm, tức là từng cái bông đơn nó ghép thành nó mọc thành từng cụm. Đây. Đây là dòng kép. Kép thì như vườn nhà em là em có 3 loại là vàng, đỏ, một loại đỏ thái nữa và hồng. Mà hồng thì hôm nay nó chưa nở hoa. Đây ạ. Đây màu hồng. Còn đơn thì em có đơn thái này, em có đỏ thái và có luôn cả đỏ ta. Đỏ thái thì cái nhụy nó ngắn, còn đỏ ta thì cái nhụy nó dài ra tầm 7 đến 10 phân. Màu hồng, màu vàng, màu tím, màu trắng. Về kỹ thuật ghép thì em phân làm 5 bước. Bước đầu tiên là các bác phải có dụng cụ ghép. Thứ hai là chọn cái gốc ghép. Thứ ba là chọn mắt ghép. Thứ tư nữa là cách ghép. Và thứ năm là cách chăm sóc cái mắt ghép như thế nào cho để có một cái dâm bụt nó nhìn vừa mắt mình nhất. Về dụng cụ ghép thì đây ạ. Tất cả dụng cụ ghép đây. Dao ghép này, kéo, túi chụp, dây buộc mắt ghép và dây buộc túi chụp này. Nếu nhà bác nào mà không có dao ghép thì mình có thể dùng dao lam hoặc là cái dao, kể cả dao thái thịt của mình thật mỏng cũng được. Còn dây buộc này là dây buộc của em chuyên dụng, còn nhà bác nào không có thì với cái dâm bụt thì ghép nó cũng đơn giản, các bác có thể lấy cái túi bóng bình thường của mình. Còn là túi chụp này là túi hạt tiêu ạ, 4 ngón tay dài 10 phân. Cái này các bác có thể ra tiệm tạp hóa mua được. Còn về chọn cái gốc ghép thì chọn cái gốc ghép mà gọi là có những dòng dâm bụt nào sinh trưởng khỏe nhất là mình sẽ chọn cái dòng đấy. Như em đang chọn đây, dòng đơn thì em chọn hàng dâm bụt đơn thái. Dâm bụt đơn ta thì nó lại yếu. Còn hàng kép thì em lại dùng dâm bụt vàng hoặc là hồng, là hai dòng có được cái gốc ghép nó khỏe nhất. Hoặc là nếu mà nhà bác nào còn có dòng kép thái đấy thì có thể dùng màu đỏ của kép thái để làm gốc ghép. Nếu mà các bác mà đang sưu tập cái gốc dâm bụt cam này ạ, thì các bác có thể lấy cái gốc này để ghép. Gốc này cũng khỏe này. Các bác không nên dùng những cái gốc màu tím này. Đây ạ. Cái gốc màu tím hoặc là cái gốc kép đỏ. Cái dòng kép đỏ này nó rất yếu. Gần như là khi mình ghép xong là gọi là cái tỷ lệ thành cành của mình là nó không đạt. Với lại là sau một thời gian khoảng tầm 1 2 tháng là nó sẽ bị chênh. Đây ạ, như là đây là em chọn cái gốc ghép là màu vàng này. Em đã chọn được một cái gốc màu đỏ thái rồi ạ. Là màu đỏ này, tí nữa em sẽ hướng dẫn cho các bác cách ghép. Đây là cái gốc đỏ thái, em đã ghép được 3 màu đây rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến chọn cành ghép. Chọn cành ghép thì các bác cứ tìm những cái cành nào mà nó bánh tẻ, tức là nó còn xanh. Dâm bụt thì ghép là hạn chế dùng những cái cành nó đã chuyển màu ngà ngà thế này rồi. Mình cứ chọn những cái màu xanh thế này. Ghép rất nhanh. Với dâm bụt thì nó khác những dòng khác. Dâm bụt là ghép được hay không thì các bác chỉ cần khoảng tầm 5 ngày là các bác biết được là nó có được hay không thôi. Nếu mà 5 ngày sau mà mình nhìn không được thì mình lại tiếp tục mình cắt đi, mình ghép lại. Sau khi đã chọn được gốc ghép này, chọn được mắt ghép và chúng ta sẽ tiến hành ghép. Đây ạ, đây là em như cây này. Trước khi ghép các bác nhìn cân đối cái tán ghép như thế nào cho đến khi nó phát triển lên, nhìn cho nó thật cân đối. Như của em đây là 4 cành thì bây giờ em sẽ phải bỏ đi một cành. Em để lại một cành đỏ, một cành em sẽ ghép một bông vàng và một bông cam. Đây ạ. Đây là bông vàng.
Đây là bông bông cam, còn em sẽ cho một cành vàng vào đây chẳng hạn, hoặc hoặc là vàng vào đây, còn lại là đỏ, nó sẽ xen hai bên cũng được. Sau đó nó phát triển ra là mình sẽ nhìn cái giấm bột của mình nó tròn tán, tròn phân bổ đều bông. Cái dòng đỏ thái này này, dòng đỏ thái này là cực kỳ nhiều nụ nhiều hoa. Cái dòng hồng cũng thế, dòng hồng cũng nhiều nụ nhiều hoa, dòng vàng cũng thế. Vì thế là gần như là cái cây dâm bụt ghép của mình là lúc nào nó có hoa, lúc nếu mà nó không ra được đồng loạt thì nó cũng có tầm 2 hoa hoặc là 1 hoa, gần như là hoa quanh năm suốt tháng. Trước khi ghép thì các bác những cái cành, tất cả những cái cành cành non, cành tơ ở dưới này mình sẽ bỏ hết để chỉ còn nuôi nuôi cái mặt ghép của mình thôi. Đây, mình sẽ bỏ hết cành. Để sau khi mình ghép xong là tầm 10 đến 15 ngày sau là nó sẽ bật những cái gọi là những cái mầm mới. Bảo Liên quay cho bố tí để bố chỉ cho các bác cách ghép. Vâng ạ. Đấy, Bảo Liên là vườn giống Bảo Liên đấy. Sau khi có mặt ghép ạ, về là chúng ta cắt hết là những mầm mầm mắt đi. Cắt để cho nó hạn chế thoát hơi nước. Chứ không là cái mặt ghép mình dễ héo. Đây là màu vàng này. Con cành này màu hồng này. Còn cành ghép là trên đầu ngọn này là sẽ bị khô. Khô cái này mình cắt hết này. Mặt ghép là mình sẽ vắt chéo. Chẻ cành và mình sẽ ghép nêm. Ăn chặt xuống. Sau khi đã ghim chặt vào cành cành ghép, mắt ghép vào cành ghép, chúng ta sẽ cuốn dây cho nó chặt gốc. Chặt cành ghép đúng rồi, quên, chặt mắt ghép. Các bác cứ cuốn như thế nào càng chặt càng tốt. Để cành ghép của mình, để hai cái cành ghép nó liền được nhanh. Như em đã nói là riêng thằng giấm bột này được hay không là chỉ cần tầm 5 ngày là mình biết. Nếu mà không không được là cái cành này nó sẽ bị héo và nó đen lại, là các bác cắt ở đây ghép lại. Còn từ khi ghép cho đến khi nở hoa thì cũng phải hơn 1 tháng. Sau khi ghép xong, các bác lấy cái túi đựng hạt tiêu này chụp lại để cái cành ghép của mình khỏi thoát hơi nước. Nếu mà nó thoát hơi nước chỉ cần 1 ngày là nó héo và nó sẽ bị chết, và sau đó nó buộc lại.
buộc chặt chân lại để cho nó không bị thoát hết nước. Còn về số lượng mắt ghép trên một cái cây thì các bác tùy nhé, có người thích 3 màu, có người thích 5 màu, nhưng mà theo em là cứ dựa vào cái sức nuôi của cây. Chẳng hạn như là có những cây là mình chỉ cần 2 màu thôi, đỏ vàng chẳng hạn hoặc là đỏ cam chẳng hạn. Rồi ạ, sau đây là em hướng dẫn xong là cây ghép. Đây như cây này là đây, cây này em ghép xong rồi, nhưng mà em chỉ ghép có 2 màu vàng và đỏ. Mình sẽ tùy vào tán, nếu mà tán mà to sức gốc khỏe đây ạ, nếu như cái gốc như gốc to khỏe thế này thì mình có thể ghép được 3 màu 5 màu, nhưng mà nếu mà cái tán bé quá mình các bác ghép nhiều màu vào thì sau đó nó trông nó lòe loẹt quá, tức là nhìn nó không đẹp. Với lại thứ hai nữa là khi mà càng nhiều cái mắt ghép thì cái sức nuôi của nó là càng yếu đi. Sau khi ghép xong nha các bác, để cái cây ghép của mình vào chỗ râm mát cho em khoảng tầm 15 đến 20 ngày, sau đó là chuyển dần ra nắng, và chỉ cần tầm 20 ngày thôi, được hay không là các bác đã biết rồi. Thì ra ngoài là mình sẽ tháo hết những cái gọi là cái đầu chụp, như là cây này của em là ghép là tính đến hôm nay là cũng được hơn 20 ngày rồi, 21-22 ngày rồi, bởi vì hàng này thì em đang làm hàng Tết, hiện tại giờ đang là đầu tháng 11 âm lịch. Đây ạ, gần như là em ghép được 100% cây này, em ghép 5 màu. Đây ạ, cây này bởi vì là cây gốc nó khá to. Đấy, cây gốc nó bằng hơn típ 21. Tán nó cũng được, nếu mà phất tán, nếu mà em không cắt cái tán này thì nó cũng rơi vào tầm mét rồi. Nhưng mà bởi vì là ghép nên là em phải cắt hết. Giờ thì đây ạ, mắt ghép của em đây. Nó đã ra mầm rồi đấy. Còn sau một thời gian khoảng tầm hơn một tháng thì những cái mầm với những cái cành nó ra, tức là nó sẽ vươn không đều. Nếu mà chẳng hạn như là em lấy ví dụ nhé, như là như cây này, cây này của em cũng ghép 2 màu. Nếu mà nó xòe xẹt mà cảm thấy cái tán nó không đều thì chẳng hạn như là thằng đỏ kia nó cao hơn tí này, thì các bác cứ cắt ở đây thì nó sẽ bật những cái nhánh con này ra và nó sẽ ôm hoa. Đặc tính của những thằng này là rất sai hoa. Chẳng hạn như là các bác muốn cho nó cái tán nó tròn lại thì các bác cứ cắt làm như thế nào cho nó tròn. Đấy, những cành xòe xẹt thế này là các bác cắt đi để cho nó ra những cái mầm khác. Đấy. Còn về tháo cái gọi là cái ni lông buộc này thì tầm 45 ngày, khi mà các bác nhìn thấy là cái vết ghép nó đã liền rồi thì các bác cứ mảnh tay tháo nó ra thôi, cứ giật và tháo ra để cho nó liền thành một mạch luôn. Chứ không nếu mà các bác để lâu quá thì nó sẽ bị thắt ở đấy và làm cho cái vết ghép của mình nó nhìn nó sần sùi, nó không được liền, nó không được đẹp. Đây, để em cho các bác xem một số cây em đã tháo đây. Đây ạ. Đã liền mạch rồi ạ, liền. Gần như là mắt ghép với cành ghép là không nhìn thấy vết nữa. Đấy. Trên đây là tất cả kỹ thuật ghép cây dâm bụt 3 màu, 5 màu, nhiều màu mà em đã hướng dẫn xong cho các bác. Nếu các bác thấy hay thì cho em một like. Em thì nói nó không hay, nhưng mà những cái mà em làm em chia sẻ thật cho các bác. Các bác đăng ký kênh ủng hộ em. Em cũng không hy vọng là làm YouTuber hay là cái gì đấy, nhưng mà những cái em chia sẻ mong đến với nhiều anh em, nhiều chị em. Em sẽ hướng dẫn từ cách ghép dâm bụt, giấy, rồi là hoa, tất cả mọi thứ. Vườn em đang làm cái gì thì em muốn chia sẻ để mọi người vừa chơi là vừa có cái để tự làm, mần mò. Thế mới cảm thấy chơi hoa nó thích hơn.
chứ không các bác cứ bảo là mua cây ở nhà vườn thì sao nó đẹp thế, về nhà mình thì lại xấu thế. Những cái kỹ thuật đấy là dần dần là em sẽ chia sẻ hết cho các bác. Rồi bây giờ chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại.